Đây là 10 pha bóng đẹp nhất trong ngày của NBA. Một tình huống phản công. Và đó là màn biểu diễn quá hoàn hảo của Mikaela Fuis. Sweet ball move. Như bóng rổ đường phố vậy. Cú block quá cháy. Cú block của Jaren Jackson Jr. Jared Allen. Rất dẻo. Liheman Womet đã tìm thấy cơ hội ở back door và đó là đường truyền hoàn hảo cho đồng đội. Và kết thúc là của Jackson Hayes. Tình huống phản công. Quá tuyệt vời. Jalen McDaniel đã tìm thấy được PJ Washington. Trey Murphy đệ tam. Trẻ tuổi và thực sự là sức bật ổn định. DeAngelo Russell. Đường truyền quá tốt dành cho Rudy Gobert với một pha đánh mismatch. Và đó là một cú đan tuyệt vời. Quá nhanh, sức bật quá khủng. Gieo bóng và alley-oop. Bàn pick and roll vô cùng ấn tượng trước Fred VanVleet và người đồng đội Achiuwa. Đây là pha bóng đẹp nhất trong đêm này. Động tác handle tốt và sau đó là cú đăng của Jalen Jackson Jr. Dù mất bóng nhưng anh vẫn đoạt lại lấy. Và có một cú đăng hạ gục hoàn toàn Pascal Siakam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.